chắc con xe này mình cũng tạm thời mình dừng, mình lo chiếc phà trước đi, để anh Thắng anh tập trung cái lực lượng anh làm cho anh Danh. Mình thì còn làm cái họng đùi không à, cái họng đùi này nè, cái này nó hơi mỏng, này vẫn còn xài được, này mình xài khoảng 2-3 năm nó bình thường á, tại mình làm lại thôi. Qua cũng mới thay ống rồi, sáng mình nổ máy cho nó đu đai khoảng nửa tiếng để cho nó nhớt nó vô trong bộ công tắc nè, cho nó hết gió, cho nó điều hết. Cái vài ngày nữa Thắng anh chỉnh lại những cái động tác nó còn hơi giật á. Này thay hai ống không mà nhớ cái chảy một đống vậy nè, cũng hên là mình với khá là gắn ống trúng hết đó, gắn mà không trúng cái là mình tốn tiền nhớt nhiều lắm, là mình phải gắn qua gắn lại cho nó đúng ống á, mà gắn trúng rồi cũng mừng lắm. Mấy cái về lượng chạy nó mục hết rồi, mình thay mấy cây. Thay xong rồi mình với vợ mình chắc phải mài xong rồi mình sơn lại cái đường này nè, sơn đỡ thôi chứ dính thì chắc có thể nó không có dính bằng khi mình bắn cát, là mình làm tạm thời thôi. Đồ rin dặn cốp cốp hay bồ, giờ tháo ra kiểm tra hay sao? Luôn. À, mà cái dòng này chắc xin nó còn bền, nó không hư nổi đâu. Tháo nắp ngoài, tháo cái con chung giữa cái là rút ngược lên. Còn cái này sao thấy khác à? Lấy đồ chùi nước sạch hay bộ? Gọn gàng đấy rồi, cái bảo hủ gì đó. Chết rồi, đụng nước giờ xét vô đây là sao bộ? Bây giờ tắm ra nè, con kiểm tra xét đi. Tôi xét quá nữa mình chạy nhớt không biết nó vướng bận gì không biết. Tại khi ổ góp này mình chạy nó đâu có đưa lên đưa xuống được, nó nằm cố định chỗ mà. Bên trong này nó có mấy phốt nè, nó chỉ có đường nhớt trống thôi. Cái củ góp này nó lợi hại lắm á, nó mà lòn nhớt cái là xe bò không nổi á. Củ góp của anh Danh còn im lắm, mà hôm qua này cũng có người ta mua rồi. Nhưng mà bây giờ lấy cái củ góp con xe của ảnh đem qua thì phải chế lại cái bát này nữa, nó công phu cực lắm. Giờ có sẵn vậy, bát có sẵn luôn, cái mình đưa vô. Chứ củ góp này, củ góp nghĩa địa nữa, mới nữa, xài nó chất lượng im hơn. Răng bầu chưa thấy, xin còn bót. Nè, ra nguyên cái cùi vậy nè. Đó, từ từ ơi. Xin rồi làm như bị chai bồ ơi. Ồ, này đâu phải xin. Bỏ bò. Tưởng xin nó vậy chứ. Rồi. Cái còn mềm quá. Ừ. Được chưa? Bỏ nghe. Nặng quá. Không ăn thua bồ ơi. Ngắt à? Quá nặng rồi. Đóng gì nãy đi. Quá tay dần xin mới chát luôn mà. Xin cảo. Rồi đang ra đó. Còn lắm lứt mà. Những cái đường rảnh này là nhớt nó đi theo phải không bầu? Mấy đường rảnh nè. Giờ chú lấy cái máy mài nữa hay sao? Lấy cái máy mài nữa đi, chú mài cái khó đi, con mài dễ vậy. Chú mài cái khó hả? Rồi, để chú lấy máy mài của chú ha. Ừ.
mới mài đây. Cái này nó nằm ở bên trong. Xương xương rồi thôi, không có cần kỹ đâu thôi. Yêu cầu mình hàng cứng này rồi thôi. Ha. Ừ. Rồi. Sao? Dứt được chưa? Dạ. Khoan khoan, để chú Sơn bên trong cái đi. Chừng mà vút máy là nó khô à. Chạy giữ chú cháy không? Cháy á. Nổi ổ điện cho ổng đi. Kéo ngoài rồi, ngoài nó làm cái gì? Ổng xài có 110 à. 110 hả? Ừ. Rồi rồi rồi. Ép đồ. Lấy dây điện kia. Này là dây điện của mình. Bây giờ đổ cái kia ra phải không? Rồi rồi rồi. À, trong thời gian chờ đợi khá hàng cái phà đó. Mình đánh thời gian để bắt hết này vô. Cũng mới lên ép thử cái xe. Xem coi nó có chảy như nào không, cái mình thay xin lại. Thấy nó cũng kiên cố rồi. Nó còn những giọt này nè. Là nó trên cái ta lái mình chảy xuống nè. Chứ chỗ này thì nó khô rồi. Đây là khô hết rồi nè. Dứt có chút xíu mà dây điện nóng dây điện luôn hả cá? Dạ. Nóng dây điện luôn hả? Bốc khói luôn. Hàng này kéo quá trời mà với bốc khói luôn rồi. Khoan 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 để coi coi. Chà liền lạc quá ha. Ê mấy cái này nè con làm đừng cho nước nó thấm ở đây nha. Dạ. Hàng bít luôn. Ở bên đây làm rồi nè. Rồi. Ôi quá chất lượng rồi khá ơi. Quy trình đây nữa. Phà này mình cũng tính đây. Giờ nếu vậy mình bắn cát luôn thì nó hơi tiếc quá. Tiếc lắm.
giờ mình mài, mình mài xong cái mình sơn phủ thêm, rồi sang năm nữa mình tính nữa. À, theo ý của Khá giờ mình sơn phun hay là mình cách nào Khá? Này mua cỏ về lăn chú Khánh ơi. Lăn luôn hả? Dạ. Lăn lại cho nó chốc lớp không? Không đâu, năm sau chú Khánh cũng bán cát rồi mà. Ừ, lăn đỡ em. Lăn đỡ em. Rồi. Mua cỏ lăn luôn. Có thay xin không bộ? Xin nó còn xài được không mà thay uổng vậy? À, còn được mà lỡ tháo ra mình làm đâu. À. Để hết vô nó lòn nữa rồi. Nắp thật lắm. À. À. Còn đóng xin được chưa? Chưa. Để xin nó đâu vậy? Đặng á. Tới 180.000 cộng rồi. Hai ba bốn năm sáu này chắc chiều rồi khỏe hả Khá? Nếu đừng mưa cái chiều nay chú xuống chú mày luôn á. Có người tới hỏi mua cổ góp hả bầu? Giờ lật qua cho người ta coi hả? Mấy cái này còn xài được quá trời im mà bộ. Cứng khừ nè. Mấy này xài được hết luôn hả? Hôm bữa mua mấy cục cái đĩa đó rồi để dành nó hay sao? Chưa sử dụng tới thì để lại. Nằm vậy dễ mở nè. Giờ nào giờ bộ chạy có thay xin cú gấp lần nào chứ bộ? Có thay một lần rồi tới giờ luôn. Thay một lần hả? Ừ. Thay mấy năm rồi? Thay cỡ mấy năm. Cỡ chừng im lắm. Còn im ha. Không xịn nhất luôn. Ở trong còn quá can bộ ơi. Ồ, xin cảo mà bán tiếc quá bộ. Rất còn dặn hết luôn. Cái dặn chân của bộ còn cái ke lại cho cứng cái mâm lại luôn đó. Ừ, ke. Ke sẵn luôn rồi đó. Ke sẵn luôn. Mà cái dặn chân này giờ có ai điện thoại gì chưa bộ? Dặn chân này nè. Hôm qua có người điện thôi để bữa nay coi nè mà sao chưa. Sáng mất tiêu ha. Ừ. Dữ lắm. Có ai mà mình cần liên hệ trực tiếp với bộ danh đi rồi để dàn chân lại. Rồi kêu ổng ra coi được rồi. Được thì nó lật táo chứ không được. Ê, thì khỏi. Ừ. Chú ơi. Woo. À. À, ổng kèm bộ ống theo thì thêm ba chai nữa. Đưa luôn. Ổng mới bấm tới 3 triệu mấy lận. À. Bộ ống ha. Không thì ổng coi. Không, nhá hàng cái đi. Nguyên vọng mới chát anh Thắng ơi. Cho rút ra ông coi nữa. Còn muốn lấy cái đàn ống của nó luôn thì chơi mở 3 chai luôn. Chứ bấm lại cũng cho 3 chai rưỡi rồi. Rồi coi đi. Vậy lật lại cái cho ông rút ra ông coi cái. Được không lấy. Ở ngoài lỡ bỏ thì nó xếp theo thôi. Nắng ngân trang không có nón đội hiểu bộ. Ừ, tôi quen rồi, tôi đội nón lá không à. Thiệt luôn á. À vậy hả? Không có đội nón. Còn giờ nắng kệ nó ha. Thôi. Tôi đợi chút đi. Cảm ơn ha. Em đứng trong mát nè. Vô luôn rồi. Ê. Dương gạo ơi. Woo. Dương gạo ơi. Tới đây rồi qua đây mới được. Rồi, gieo luôn. Rồi, gieo luôn. Thank you.
cái cậu lật cái dằn chân lên để rút cái củ gốc ra. Chú đó thì chú chịu mua rồi. Nhà chú cũng có con F2 giống như sen danh này nè. Rồi. Này cũng nặng lắm chứ bộ. Rồi. Xuống luôn. Mau luôn hết dựng lên. Trời ơi vậy mà bắt để nó đợi chờ. Rồi. Cho mát đi bộ. Đâu cái nám này nước chui nó mà. Không. Có cái này hơi không quan trọng. Cái này muốn ngon nữa thì chích thêm rảnh xin nữa, xin cổ mà. Xin còn móng lừ mà. Con này móng lừ không? Chưa có dấu tích gì nè. Muốn mua anh em đây cũng tháo cho kiểm tra hết hả? Coi rút ra cho anh coi. Đang chạy mà. Anh chạy cũng đâu mà. Đâu phải chị nói chị vậy. Mua đi. Đủ góp F2 nè. Rồi. Hàng mấy miếng này nữa xong rồi. Mấy miếng nó làm gì nè. Làm rồi chứ cũng tối luôn hả ta? Công nhận hàng có 4 miếng này nữa xong rồi. Ừ. 8 miếng này nữa. Ừ. Chắc có thể mai mình mới mài, giờ cũng chiều luôn rồi. Mấy cái đường này là nó hở ra cả này nè. Đường hàng, mỗi hàng vô đây nó mới âm sâu vô được. Chỗ này là cái đường xích xe mình bò đó, nên nó bị mục trước. Còn cái đoạn này thì mình giữ lại. Mai gõ ra hết. Để lâu quá cái như phà của anh Danh bệnh. Phan Danh giờ nó bị rổ, pha này giờ bắn là có thể là nó phuyết luôn. Ha, chiến trường hơi nặng ha. Này bắn là nhâm lỗ rồi. Ừ, nhâm không? Nhâm. Cái này rổ rồi, ra lỗ rồi. Ừ. Cái này giờ cũng bắn phải vô mà lấy. Láng như sắt mới mà nữa. Đúng rồi. Phải lấy búa thầu quánh xuống cho nó ra ba cái một cốc ra hết. Ơi, giờ có hàng gì nó còn bị sốt mắt không? Dạ, hết rồi. Quen rồi ha. Dạ. Nghĩ cả tuần hàng lại cũng vậy đó. Bình thường à. Ờ, bình thường ha. Nhưng mà phải đeo kiến nha. Ừ. Rồi hàng về rồi cái da mặt mình nó còn bị nóng không? Dạ. Có nóng da mặt không? Nóng chứ. Ừ, nóng ha. Phải đeo khẩu trang mới được. Ờ, ừ, đúng rồi. Không mà tối lên cũng lột da à. Ừ. Lột như rắn này hả? Lội chân dây gắn.